Chào mọi người nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với cả Tiêu Tea Shop. Và hôm nay thì bên mình do là dịch Covid kéo dài khá là phức tạp nên là thành ra là mình có tạo ra một cái đợt khuyến mãi gọi là khá là lớn đấy, và quy mô khá là lớn và kéo dài, chắc là kéo dài rất là dài nữa đấy, về cái thun của chúng ta đấy. Thì trước mặt các bạn đây là đang là một cái hãng thun là thun Precise, một những cái hộp, những cái size, những cái kích thước của nó là thun Precise nhé anh em nhé, thun Precise, hàng của mình là hàng chính hãng anh em nhé. Đây đây đây, mình cho anh em xem cái bản đại lý của anh của bên mình nhé. Đó đấy, TT Shop Nguyễn Xuân Trường là đại lý độc quyền của Precise đấy tại Việt Nam. Nhưng mà hiện tại do là cái dịch Covid nó cũng rất là phức tạp và nó đang diễn biến rất là căng nên thành ra là buôn bán rồi các cái nó cũng rất là kém, nên là mình cũng bỏ ra. Và thực ra thì mình bán sỉ thôi, ngày xưa mình bán sỉ rất là nhiều, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ bỏ ra bán lẻ và rẻ như là bán buôn cho anh em. Đấy, người chơi có thể mua về, còn ai nào muốn nhập buôn, muốn nhập sỉ thì cứ gọi mình sẽ cho một cái giá ok nhất nhé. Đấy, thì trước mặt các bạn đây đang là 2, 4, 6 sáu cái size, sáu cái kích thước của Precise được ưa chuộng nhiều nhất đấy. Thứ nhất là Precise 0,5 nhá, màu vàng nhá, màu vàng chanh nhá, ra còn màu xanh nhưng màu xanh nó ưa chuộng đấy, 0,55 màu vàng, vàng chanh, 0,6 màu vàng chanh đấy, 0,6 màu vàng chanh. Còn cái loại 0,6 màu trắng nữa, nhưng mà 0,6 màu trắng thì cũng ít người chơi. Đây là 6,5 màu trắng. Đấy, tiếp theo là 0,7 màu cam, màu vàng cam. Đấy, tiếp theo nữa là 0,75 màu vàng cam nhé. Đấy thì giá của nó thì mình hiện tại bây giờ mình sẽ giảm cho anh em này. Đấy, khuyến mãi cho anh em rất là căng luôn này. Đó, hai cái hộp bên này là 0,5 và 55 là cùng một kích thước này, thì giá của nó là 120.000 một hộp. Một hộp này là 2 mét anh em nhé, một hộp 2 mét có 120.000 một hộp, tức là 60.000 một mét đấy, rất là ok nhá. Tiếp theo là cái mẫu Precise 0,665 này thì giá của nó sẽ là 135.000 một hộp 2 mét đấy, hộp 2 mét khá là ngon đúng không. Tiếp theo đấy, 6,65 nhá, là hai cái mẫu này nó cùng giá với nhau đấy. Tiếp theo là 7,75 là 150.000 một hộp 2 mét. Lưu ý anh em là một hộp 2 mét nhé. Và cái này thì mình chỉ bán hộp, mà anh em nào mua hộp về thì mua nhau, và cái phí ship là mình không free ship cho anh em đâu nhé. Đó thì đây là ba cái loại với ba giá tiền, 5,55 là 130, 120, 6,65 135, 7,75 là 150. Đó, tất cả chưa bao gồm phí ship, không bao gồm phí cắt và không tặng kèm đồ. Đấy. Đấy, thứ nhất đấy là về những cái thun hộp, nhưng thun hộp này là 2 mét anh em nhé. Lưu ý là một hộp là 2 mét và một hộp thì chỉ có mức giá như thế thôi, hai ba mức giá, 120, 135 và 150 đấy. Đấy. Còn về thun mét thì bên mình có hỗ trợ cắt này, hỗ trợ cắt 1 mét sẽ như này. Đây là thun Precise 0,65 anh em nhé. Đó anh em nhìn không? Bên mình cắt rất là ok luôn. Đấy. Precise 0,65 thì có hỗ trợ cắt và tặng kèm như này. Đây, đây. Một cuộn thun cột dẹt màu trắng 20 mét nha, không bao giờ cắt lẻ lẻ ra làm gì cho anh em, một cái rút thun. Thật ra cái luồn thun này thì lúc mình cho lúc mình không thôi, nhưng mà có cũng được không có cũng được, anh em nào lấy thì cứ bảo qua cho mình nhé. Tiếp theo là sẽ được tặng kèm 10 miếng da chữ tàu khá là đẹp và khá là xịn sò như này. Cái da này thì mình đã trải qua rồi và mình thấy nó ổn định nhất, khá là ổn định, 2, 4, 6, 7, 8 mua thực sự rất là giá rất là cao đấy, không như những cái da đều đều bình thường kia. Cái da đều đều kia thì cũng không muốn nói làm gì ở đấy.
Đây đây là da B7 nhé, da B7 thì có cái chữ như này. Đấy, đây là da low B7 thì được tặng kèm 10 miếng da như này nữa. Đấy. Ngoài ra thì có cả da B6 nữa. Đấy, anh em là thích thì cứ dùng cả da này cũng được. Mình cũng sẽ tặng lác đác theo 3 4 5 6 7 8 9. Đấy, 10 miếng. Đấy. 10 miếng da B6, 10 miếng da B7. Đấy. Đây, anh em là thích B6 thì lấy B6, còn anh em là thích lấy B7 thì lấy B7 nhé. Đấy, 10 miếng như này. Anh em nhìn đâu, đây là da lâu có chữ tàu nhá, chữ này là chữ gì mình cũng không để ý nữa, không rõ nữa, nó biết chữ đấy. Còn 1 mét thì sẽ được cắt đây kèm combo các kiểu như thế này đấy. Ngoài ra thì mình cũng, nếu như mà hết những cái da chữ tàu như thế thì mình sẽ có những cái da khác cũng cùng giá đây, ví dụ như da này ạ. Đấy. Đấy, da đỏ đỏ 3 lỗ như này, 1 2 4 6 7 8 9 10, đấy cũng 10 miếng da và đỏ đỏ 3 lỗ như thế này. Đấy, da thì anh em chơi rồi thì anh em biết thôi, cái da tặng kèm này thì ngày xưa nó cũng không được tốt lắm đâu. Cái da tặng kèm nhiều nhiều người người ta tặng mấy da không tốt đâu. Đấy. Đấy, thích thì mình cũng sẽ tặng những cái da như này. Đấy, da này cũng khá là ok. Đó, thì 1 mét sẽ được tặng kèm như thế. Một cái cuộn lưng cột này, một cái rút thun này và 10 miếng da. Khá là xịn. Thực sự thì xịn hẳn thì không phải là xịn nhưng mà nó chơi được đấy. Những cái da như này anh em này, 7.000 một cái anh em ạ. Đây là da của G-Non nhá, da chính chính hãng của G-Non, nhưng còn trên thị trường ấy thì có rất là nhiều cái loại mà kiểu như là mấy anh em lấy phôi về xong bắt đầu cắt xong cover ấy thì giá có 3.000 đến cả 2.000 một cái thôi. Nhưng thực ra thì công cắt các kiểu nó rơi vào khoảng nghìn mấy, bán ra 2.000 3.000 anh em ạ. Đó, còn cái này thật sự ấy, là mình lấy chuẩn của bên của Glon, mình không mình mất cái ấy của nó đây rồi. Này, cái hộp của nó như này gồm 50 miếng phải 300.000 đó, 7.000 một cái, 6.000 một cái. Đấy, chứ không phải là rẻ đâu. Giá của bên trên đấy còn 1 mét này thì mình sẽ bán với giá là 85.000 anh em nhé. Ngày xưa thì có 100.000, 100.000 tặng kèm mấy cái đồ này, nhưng hiện tại bây giờ sẽ là 85.000. 85.000 tặng kèm đồ khá là xịn sò, ok đúng không? Và giá là giá không bao ship anh nhá, 85.000 một mét. Đấy. Tất cả các size, các kích thước 5, 5, 5, 6, 6, 5, 7, 7, 5 đó thì chỉ có 85.000 một mét thôi, đồng giá hết. Nhưng mà khi mà anh em mua cuộn về tự cắt ấy, thì một cuộn này là 120, 135 và 150. Đấy, 7, 7, 5, 150, 6, 6, 5, 135, 5, 5, 5, 120. Đó, ok. Đấy, anh em nào thích đặt hàng thì liên hệ mình ở số điện thoại bên dưới. Nhớ com, nhớ like và subscribe kênh giúp mình để cho mình có những cái động lực làm những video tiếp theo và có những cái chương trình khuyến mãi mới cho anh em nhé. Đó thì đây là một cái chương trình khuyến mãi mà cái đợt này bọn mình đang 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 phát triển đấy, để cho anh em có những cái mét thun chơi nó thoải mái. Và mình cam kết rằng là từ bây giờ và đến sau này nữa thì mình cũng sẽ bán với cả những cái giá combo như này. Còn anh em nào muốn lấy xỉ thì bên mình sẽ gọi gọi điện thoại cho bên mình, mình sẽ tư vấn đó anh em nhé. Đấy thì thực sự cái da như này thì nó đang hiếm hiếm dần, cái da này đang hiếm hiếm dần nên thành ra là có khi là mình sẽ tặng cái da như này hoặc là có khi là mình sẽ tặng da như này anh em nhé. Đấy, anh em nào thích thì cứ bảo mình. Còn hết combo này thì mình sẽ thay bằng cái combo da khác, chứ còn anh em cứ bắt rằng là ông đăng cái combo da lên như này xong ông bắt đầu ông gửi cái combo khác, ông chả uy tín cái gì cả, thế này nó ok. Đấy thì thực ra thì cái da này ấy, cái da những cái da mà tặng kèm ấy thì đa phần người người ta tặng kèm cái da nó rất là rẻ, nó rất là rẻ thôi anh em ạ. Đấy thì mình thì mình cũng chơi rồi, cũng biết rồi, một cái số cái da nó không phù hợp thì mình cũng bỏ một phần, còn lại thì những cái da nó phù hợp nhất thì mình sẽ lấy cho những đợt sau. Đấy, lấy những đợt sau đấy thì cố gắng là sẽ đầy đủ cho anh em những cái da chữ tàu như thế này, khá là tốt, khá là đẹp. Đấy, ok. Đấy thì ai anh em nào thích đặt hàng thì nhớ liên hệ với số điện thoại của mình, các bạn Zalo hoặc là để lại số comment để mình có thể liên hệ. Ok, nhớ like và subscribe kênh giúp mình để cho mình có những động lực làm những video tiếp theo. Bye bye.